Trong khu vườn thi ca, thời gian như ngừng trôi, tất cả những kỷ niệm vui buồn đáng nhớ nhất của đời người đều được lưu giữ lại và chắp cánh bay đến bên những tâm hồn đầm điệu. Ngay cả khi bụi mờ năm tháng đã phủ bóng lên vùng ký ức của người thi sĩ, thì khi lật dở lại những trang thơ, mọi khoảnh khắc lại hiện lên vẹn nguyên, sống động, cho ta đắm mình thêm một lần nữa trong tình yêu, tuổi trẻ, nhiệt huyết và say mê. Thơ sinh ra từ nỗi đau, từ giọt nước mắt, từ những dũng cảm mãnh liệt với những cảnh thương tâm đến rẽ lòng. Càng trong đau thương, người ta càng biết trân quý sự sống, tình yêu và cất lên tiếng ca của niềm lạc quan, hy vọng. Như con trai kết tụng nỗi đau thành ngọc quý, như giữa mảnh đất của hủy diệt và khô cằn, vẫn có những loài cây mọc lên nở hoa thật đẹp. Nguyễn Thanh Phước, người gom những nỗi đau của cả một đời, một thời nhiều biến động, kết thành những đóa hoa thơ đậm hương sắc tô điểm cho cuộc sống. Đối với tôi thì thơ ca là một cái phương tiện để là một cái phương tiện để mà mình gỡ gắm cái tâm tình, những cái suy tư về cuộc sống, về tất cả những cái sự biến đổi đi ở xung quanh cũng như trong cái bản thân mình. Đất nước chìm trong khói lửa, Bắc Nam chia cắt đôi bờ, họng súng đế quốc Mỹ gieo đau thương chết chóc lên mọi ngôi nhà, mọi vùng quê. Tuổi trẻ của tác giả Nguyễn Thanh Phước trưởng thành trong hoàn cảnh khốc liệt đó, vì thế tiếng thơ vang lên chất chứa những nỗi đau xót, nhức nhối trước cảnh nước mất nhà tan. Tôi đã ra ngoài đó, miền Bắc bình định xa vời, ngày trốn máy bay, đêm lo đạn pháo. 1965 là cái thời điểm quân Mỹ đổ bộ vào Quy Nhơn và chiến tranh ác liệt. Do đó bom đạn trút xuống quê tôi và làm cho nhiều gia đình đa thương chết chóc và mất mát. Thì là con người thì đứng trước cái hoàn cảnh đó, mình có rất nhiều sức nặng. Tôi đã ra ngoài đó miền Bắc bình định xa vời, với dòng lại gian dịu vợ và rừng dừa bát ngát xanh tươi. Ở đó tiếng chuông tiếng mõ cầu nguyện đêm ngày, với những bà mẹ già đói khổ khắp những thành con trai. Tôi đã vào sâu mạng Hoài Sơn Hoài Hảo, súng bắn kinh tai, lúa không dám gặt. Lời thơ chân thực diễn tả trọn vẹn cái khốc liệt của chiến tranh, cái tàn ác của quân thù và cái đau thương của một miền đất vốn yên bình. Những vần thơ đau của Nguyễn Thanh Phước thật ám ảnh, say dứt khôn nguôi, bởi nó không phải là nỗi đau của riêng cá nhân mà là nỗi đau của kiếp người, nỗi đau dân tộc và nỗi đau của cả nhân loại trước tội ác chiến tranh đã được cảm thấu qua trái tim đong đầy yêu thương của tác giả. Không phải ngẫu nhiên mà tác giả đặt tên cho tập thơ đầu tay của mình là Thơ Hoang. Nó diễn tả trọn vẹn tâm trạng hoang hoài, bơ vơ, lạc lõng, mất niềm tin của một người dân mất nước. Đứng trên quê hương mà thấy thiếu quê hương. Trong thời điểm ấy, Nguyễn Thanh Phước đã có thơ như một điểm tựa, một cứu cánh cho tâm hồn giúp ông vượt qua tất cả. Thơ là sức sống, là tin yêu, là hy vọng, là nguồn sức mạnh tinh thần khổng lồ để trong nỗi đau, người ta vẫn nhìn thấy được ngày mai. Đó cũng là cội nguồn sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam, một dân tộc mà trong đạn bom, những tiếng thơ, tiếng nhạc vẫn vút lên trong trẻo kiên cường. Với quê hương thì người ta bảo là quê hương là chùm cái ngọt mà. Đấy. Nhưng mà nói mà thực tế nhất thì người dân nào chứ không riêng thôi, khi xa quê hương thì cảm thấy quê hương rất là quý trọng, rất là tha thiết. Chiều thu hiu hắt lá vàng bay, gợi nhớ quê hương cành trúc lay, đất khách nương thân lòng chẳng muốn, quê cha cách biệt dạ không quay. 40 năm lẻ từng đêm nhớ, 60 niên dư cuộc tỉnh say. Với bất kỳ ai, quê hương vẫn là nơi níu giữ những giá trị chân quý nhất của một đời người. Tác giả Nguyễn Thanh Phước cũng vậy. Mảnh đất Bình Định cổ kính đầy đau thương mà rất đỗi anh hùng, luôn đau đáu trong tim, thao thức trong miền nhớ của một người con sống trong cảnh đất nước chia ly, phải lưu lạc nơi đất khách. Thơ Thanh Phước in đậm dấu ấn nơi ông sinh ra với những tháp Tràm, sức mộng Champa xưa với kinh đô Hoa Lệ, vua Chiêm Thành, cung Quảng, Trị Hằng.
Những điển cố điển tích ấy đã trở lại như nói hộ nỗi lòng người thơ và tạo nên nét độc đáo rất riêng cho những sáng tác của ông. Ta đi giữa trời, ta đi giữa mùa thơ, máu đời đang lai láng, ta hừng hực gọi chị Hằng, rời ngay cung quảng xuống cùng ta, cho ánh sáng giữa muôn người. Mà ôi thôi, trần gian đầy hắc ám, khắc khoải và buông xuôi, để ta làm để oanh, ngàn năm nếu phải chôn vùi cũng cam. Trong lúc mà chúng tôi cùng nhau một chí hướng là làm thơ ca, tôi cũng làm thơ, nhưng mà tôi rất phục tài của em tôi là Nguyễn Thanh Phước, có nhiều vần thơ hay, có nhiều cái suy nghĩ rất là đúng đắn và nó kịp thời với thời cuộc, cho nên chúng tôi cũng rất là hãnh diện là góp một phần nhỏ trong thơ ca của Việt Nam. Mỗi tác giả chọn cho mình một lối đi riêng, nhưng đích đến cuối cùng của thơ là chân thiện mỹ. Những vần thơ độc đáo của tác giả Nguyễn Thanh Phước chất chứa qua cả một đời người nhiều thăng trầm, đầy chiêm nghiệm, nhưng chưa bao giờ u uất chán nản mà hết mực bao dung, nhân hậu và lạc quan. Thơ ông không thiếu những vần vui và ngày càng nảy nở, cùng với sự thay ra đổi thịt của đất nước, sự bừng bừng của một sự sống mới đang hồi sinh. Bà con, cô bác, ngoại thành ơi, mình vốn nông dân đã mấy đời, nay muốn phú cường công nghiệp hóa, mai mừng sung túc khúc ca vang. Thay nghề canh tác vô nhà máy, đổi nghiệp nông dân kỹ thuật bội. Những chữ không bán được không làm vơi đi cơn đói, nhưng nếu không có thơ, thế giới này sẽ đi vào cuộc tự sát tâm linh. Thơ chỉ có thể nảy nở từ một tâm hồn đẹp, một nhân cách sáng trong và một trái tim nhạy cảm, giàu yêu thương. Tình yêu, lòng bao dung và những xúc cảm chân thành của Nguyễn Thanh Phước gửi gắm qua thơ như dòng suối mắt lành bồi đắp những tư tưởng, tình cảm đẹp cho những thế hệ tiếp sau. Đối với tôi, cha tôi là một người mà tôi rất là trân trọng, kính mến. Và thật sự, như anh nói, thì cha tôi thật sự là người rất là giàu cảm xúc. Cảm xúc đó có thể là trải qua từ cái giai đoạn trẻ và sau này, thì đến bây giờ là cha tôi gần 80 tuổi rồi, nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được cảm xúc trong cha tôi qua những tình yêu đối với con cái, với mẹ tôi và những anh chị em của cha tôi. Cha tôi thường quay quần với con cái trong những buổi ăn gia đình, và trong những buổi ăn đó thì ông thường dạy chúng tôi qua những cái bài thơ và những cái câu mà của người xưa đã dạy, và đến bây giờ chúng tôi được ăn học và chúng tôi đã thành đạt và được đi làm như vậy là cũng nhờ được cái sự giáo dục rất là đáng quý của cha tôi. Thơ ca chân chính có khả năng thanh lọc tâm hồn, xoa dịu nỗi đau và khơi dậy thiện lương trong mỗi con người. Những người thơ tuy nghèo vật chất nhưng giàu tình và tâm hồn thì luôn mênh mông rộng mở. Càng tuyệt vời hơn khi những vần thơ như cây cầu gắn kết tình cảm gia đình, xây bầu không khí yêu thương và đầy nhân văn trong mỗi tế bào của xã hội. Đối với ba tôi á, thì khi mà làm thơ thì tinh thần của ba trở nên minh mẫn, vui vẻ và bệnh tật cũng có phần tiêu giảm. Và không khí gia đình thì lúc nào cũng ấm cúng, hạnh phúc. Tại vì ba lúc nào cũng rất là thích con cái được quây quần bên nhau. Và khi mà con cái quây quần bên nhau vậy, ba cảm thấy vui vẻ yêu đời và ba có cảm hứng để sáng tác làm thơ. Con người ngày một già đi nhưng tâm hồn thơ thì luôn trẻ mãi, góp nhặt tất cả những trải nghiệm cuộc đời. Giờ đây dù đã ở tuổi 80, tác giả Nguyễn Thanh Phước vẫn chưa bao giờ dừng bút. Xúc cảm luôn dâng đầy mà cuộc sống luôn không ngừng vận động. Người thơ ấy chất chiêu từng cái đẹp thế gian, nâng niu từng cảm xúc thành những đóa hoa thơ đặc biệt nở rộ trong vườn thơ Việt Nam đầy hương sắc. Chúng tôi gặp bác sĩ tác giả Lưu Duyên Thắng ngay trong không khí làm việc hăng say tại Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, nơi ông đang công tác. Trong chiếc áo blue trắng, đầu đội mũ cao, tác phong chuyên nghiệp và nụ cười hiền hậu, người bác sĩ ấy tận tình thăm khám cho bệnh nhân, giúp họ vơi đi những nỗi đau bệnh tật và giúp phục hồi sức khỏe.
một bác sĩ và là một người làm thơ ngỡ như không liên quan đến nhau, nhưng với tác giả Lương Xuyên Thắng, hai vai trò ấy đều bừng sáng từ một trái tim nhân hậu, giàu cảm xúc yêu thương với đời, với người. Thật ra thì cái nghề y là cái nghề mà mình cho mình tiếp xúc vào rất nhiều, nói chung là rất nhiều tầng lớp, có cả những người rất giàu, có những người rất nghèo, và mình phải cảm thông được với cái nỗi khổ của người nghèo. Và một cái nữa là có một cái lợi điểm là tạo cho tôi được cái thói quen là tiếp xúc với rất nhiều loại ngôn ngữ, rất nhiều người ở vùng miền khác nhau. Chính vì thế cho tạo cho mình một cái ngôn ngữ và những cái lối sống, cũng như là cái cách mà đối xử với trong cái cuộc sống. Và cũng chính cái đó là cái nguồn cảm hứng. Và tôi cũng nhiều khi phải sử dụng cái ngôn ngữ của các vùng miền khác để làm nên những cái bài thơ cho mình. Nghề bác sĩ nhiều vất vả, gian khó, những hôm thức đêm, những ngày công tác, những ca cấp cứu khẩn cấp đầy căng thẳng, ngỡ như trong môi trường ấy, hạt giống thơ ca sao có thể nảy mầm. Vậy mà chính những trải nghiệm, những cảm xúc, những câu chuyện góp nhặt được trong nghề y khi phản chiếu qua một tâm hồn nhạy cảm, sống rung động đã bật lên những vần thơ tươi sáng. Bởi một bác sĩ tốt, ngoài giỏi chuyên môn còn cần một trái tim nóng, biết đồng cảm và sẻ chia với nỗi đau của người bệnh, một tâm lòng nhiệt huyết với sự nghiệp chữa bệnh cứu người. Qua 4 năm công tác chung phòng là phòng ca tổng hợp, sự gắn bó và tôi học hỏi bác sĩ Thắng rất là nhiều điều về khía cạnh chuyên môn, cũng như là cái tình cảm mà bác sĩ gắn bó cho anh em của phòng, và không chỉ riêng tôi mà cả tập thể của phòng. Bên cạnh đó thì bác sĩ Lương Thắng cũng trao dồi cho chúng tôi nhiều kiến thức về phương pháp chuyên môn, giúp người bệnh như thế nào, rồi công tác xã hội là làm như thế nào để giúp cho người bệnh trong mau chóng hồi phục. Thơ Lương Xuyên Thắng giản dị, hàm xúc và đầy lạc quan như một phương tiện để tác giả giải tỏa tinh thần và truyền cảm hứng, nguồn động viên cho đồng nghiệp cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, áp lực để tiếp tục công việc y đức đầy cao cả. Nếu chữa bệnh cứu người là lý tưởng, thì thơ ca là nỗi vấn vương xin nợ từ khi tác giả còn là một cậu học trò nhỏ nơi miền quê Đông Hưng, Thái Bình đầy thơ mộng. Quê hương tôi là một dòng sông nhỏ chảy ngang làng như dải lụa mong manh. Quê hương tôi là tán lá bàng xanh soi xuống bến trong chiều mưa hiu hắt. Tuy công việc khám chữa bệnh hàng ngày thì nó tạo ra nhiều áp lực. Tuy nhiên thì áp lực đó thì chúng ta gạt bỏ qua, và bác sĩ Thắng thì xây dựng cái áp lực để giải tỏa cái áp lực đó bằng hình ảnh thơ ca, và chúng tôi thấy cái điều đó là rất là hay. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng một ngày nào đó thì bác sĩ Thắng sẽ chia sẻ những cái điều ý đó, những cái điều hay đó, để chúng tôi cũng tập dần làm thơ như bác sĩ Thắng. Có một dòng sông quê ngày đêm thao thiết chảy qua những vần thơ của Lương Xuyên Thắng, bởi tác giả sinh ra và lớn lên, nhất là tuổi thơ gắn liền với con sông Sa Lung, Thái Bình. Con sông ấy không chỉ trở nặng phù sa bồi đắp tâm hồn bao thế hệ, mà còn là dòng sông của truyền thống gia đình tác giả. Dòng sông đã được cụ Thượng thư Lương Quý Chính chỉ huy đào, ruộng dẫn nước vào ruộng đồng, ngăn vỡ đê lũ lụt. Để rồi con sông quê giàu nghĩa nặng tình, những câu chuyện được bố kể thuở ấu thơ cứ không ngừng chảy qua những cảm xúc, qua những vui buồn cuộc sống, từ đó nuôi dưỡng nên hồn thơ Lương Xuyên Thắng. Để rồi dù cách xa thì hình bóng quê hương ấy vẫn luôn neo đậu trong miền nhớ, trong trái tim tha thiết. Quê hương một chút lặng thầm, mỗi chiều nhớ đến mắt đầm như mưa, dòng sông nào của ngày xưa, con đường đi học ban trưa thuở nào. Có những cái kỷ niệm mà chúng tôi đến tận bây giờ chúng tôi vẫn không thể quên được, bởi vì những cái kỷ niệm đó nó đã đi sâu vào trong ký ức. Tôi có một bài thơ tương đối được nhiều người yêu thích, đó là bài Ký ức tuổi thơ. Tôi có một dòng sông để nhớ, một con đường ngập nắng tuổi 13. Tôi có cả mùa hoa gạo tháng 3 cháy đỏ hết mình trong thương nhớ. Mỗi vùng đất đi qua, mỗi con người gặp gỡ đều lưu giữ lại trong trái tim đa tình của Lương Xuyên Thắng những rung động mãnh liệt. Nếu dòng sông quê hương phủ bóng lên cả một đời thơ, thì miền biển Khánh Hòa, nơi tác giả gắn bó từ khi là một chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp Đại học Y khoa Thái Bình, cũng trở thành một không gian nghệ thuật bao la. Những khi buồn tôi tìm về với biển, tìm rặng san hô ngắm đàn cá vẫy vùng, rồi lặn xuống úp mặt vào trong cát, giữa biển xanh tôi lại thấy vững vàng,
Những khi buồn tôi tới bãi cát vàng, viết những ước mơ chỉ một mình tôi biết. Biển bao dung và muôn đời thuần khiết, yêu biển vô cùng, ôi biển thân thương. Tôi vào Khánh Hòa từ những năm 1990. Khánh Hòa là một cái tỉnh ven biển miền Trung, và tôi đã công tác ở đó từ đó đến nay. Thành ra là lúc nào tôi cũng có cảm giác như biển luôn ở bên mình, và nó che chở cho mình, cùng với lại một cái tình yêu bao la, một cái tình yêu rộng lớn như biển. Biển bao la mà dịu dàng, biển thấu hiểu cho cả những khát vọng lẫn tâm sự của con người. Đứng trước biển, tâm hồn người thơ thêm rộng mở, những phần thơ cứ thế bật ra mê say bồi hồi. Biển còn như một bà mối mắt tay xe mối duyên lành, kết nối những trái tim cùng chung nhịp đập. Giữa vùng biển miền Trung còn nghèo khó mà nặng tình ấy, có những câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp được dệt lên và đơm hoa kết trái. Vợ tôi thì công tác cùng một nghề, ngành y là có nhiều đêm trực thức trắng, và ngành y là cái việc chăm sóc cho con nó không được thật là chu đáo, bởi vì mình vắng nhà nhiều. Thứ hai nữa là cũng tương đối có nhiều thời gian mà cũng căng thẳng. Nhưng mà nhìn chung thì bà vợ cũng là một người mà luôn luôn đứng phía sau của tôi, lo cho các con trưởng thành và thống nhất với tôi về cái cách dạy con, thống nhất với tôi về cái cách suy nghĩ về cái cuộc sống. Cho nên là tôi có những cái thời gian để tôi có thể tham gia vào công tác sáng tác. Có thể thấy hồn thơ Lương Duyên Thắng hồn hậu, bao dung và đầy xúc cảm. Tiếng thơ luôn ẩn chứa một miền lạc quan, yêu sống và say mê sống. Đằng sau hồn thơ đó là một gia đình nhỏ luôn đầm ấm, sẻ chia và ánh lửa yêu thương. Gia đình vừa là nguồn sức mạnh tinh thần để tác giả Lương Duyên Thắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của một bác sĩ, vừa là điểm tựa cho những vần thơ cao vút thăng hoa. Ông chồng là rất là thương vợ thương con, mà biết cách là nuôi dạy con cái đó, để cho cái vốn quý nhất của ông chồng là ông sẽ nói là tiền bạc với địa vị với chức vụ là ông không có quý bằng là con cái trưởng thành. Thơ chẳng ra khi trong tim ta cuộc sống đã thật đầy, vốn sống phong phú, được tiếp xúc với nhiều mảnh đời, nhiều cảnh ngộ, đã khiến hồn thơ Lương Duyên Thắng luôn rộng mở, viết lên những phần thơ chân thực đong đầy tin yêu, trải nghiệm lòng nhiệt thành, khát vọng bồi hồi trong trái tim trẻ trung của tác giả sẽ còn khiến tiếng thơ nảy nở, dồi dào và kết thành trái ngọt chữ hương thơm. Rồi lớp bụi thời gian cũng phủi bụi mờ lên cả một đời người, một đời thơ. Nhưng như những viên ngọc sáng trong không bao giờ bị lấp vùi bởi cát bụi, những vần thơ trong sáng của tác giả Nguyễn Thanh Phước, Lương Duyên Thắng sẽ còn tha thiết, từ trái tim sẽ đến được với những trái tim yêu cái đẹp của hôm nay và mãi mãi về sau.